Hay những người giao diện giống như tôi thì dừng tay lại. Ok, một số quy tắc ở đây thì tại đa số học viên của tôi thì tôi sẽ không nhắc lại. Sorry, vì ở đây có rất nhiều học viên của tôi rồi thì biết rõ cái cách tôi dạy như thế nào. Nhưng một số bạn mới thì tôi cần nói qua một chút. Thứ nhất, khi tôi nói dừng tay lại và nhìn trên bảng, điều này có nghĩa là hãy bỏ hết những công việc hiện tại và nhìn trên bảng. Chúng ta học bằng mắt trước đã. Khi tôi bảo các bạn hãy thực hành đi thì lúc đó chúng ta sẽ thực hành nhé. Bởi vì nếu không các bạn sẽ bỏ lỡ mất cái thao tác mà tôi đang hướng dẫn. Rồi, chúng ta hãy tôn trọng cái phòng học này, tôn trọng chính bản thân của các bạn. Các bạn bỏ tiền bạc, bỏ thời gian để lên học tập và các bạn mong muốn mình sẽ được học cái gì. Vậy nên đừng để những thứ khác ảnh hưởng tới bạn ở lớp học này. Điều đó có nghĩa là hãy để điện thoại của bạn về chế độ im lặng đi. Vừa nãy tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng điện thoại. Các bạn nếu có điện thoại vui lòng chạy đằng kia nghe điện thoại. Ok, chúng ta sẽ thống nhất về vấn đề này được không ạ? Ok không? Ok, cho chàng vỗ tay nào. Ok ạ, rồi, xin cảm ơn. Các bạn đến được giao diện như thế này chưa? Đến được chưa? Ok, các bạn ấn vào sign up cho tôi. Đăng ký. Vào Google. Vào Google gõ chữ Merchant Center và các bạn sẽ nhìn thấy cái vị trí tự nhiên là Merchant Center. Tích vào đó, sau đó chọn Sign Up. Ok ạ, bạn nào có Merchant Center rồi thì không cần phải làm gì nữa. Còn nếu chưa có như tôi, ok ạ, thì chúng ta sẽ làm. Ở đây thì tôi chưa đăng nhập tài khoản. Rồi, tôi phải đăng nhập cái email khác. Để tôi làm lại cho con. Đăng nhập bằng email Google của mình luôn hả? Ừ. Ok, các bạn đến được giao diện giống như tôi chưa nào? Chúng ta đến được giao diện như này chưa? Ok, dừng tay lại nhìn trên bảng này. Đây ạ. Nếu các bạn đang bị chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh thì các bạn có thể chuột phải và dịch sang tiếng Việt. Nếu bạn chưa quen tiếng Anh thì có thể chuyển sang tiếng Việt bằng cách chuột phải. Đầu tiên về doanh nghiệp của bạn, hãy chọn quốc gia. Thì ở đây ạ, chúng ta sẽ chọn là ở Việt Nam. Ok ạ. Và một cái đầu tiên lưu ý đó, tên cửa hàng bạn là gì. Tên cửa hàng nó sẽ hiển thị khi quảng cáo của bạn được kích hoạt. Tên cửa hàng của chúng ta có thể thay đổi khi chúng ta muốn, nhưng mỗi một lần như thế chúng ta sẽ phải chờ để nó đổi tên. Thế thì ngay từ đầu chúng ta có thể tối ưu tên cửa hàng ngay lập tức ở phần này. Tôi nhắc lại một lần nữa, tên cửa hàng chúng ta có thể đổi bất cứ khi nào chúng ta muốn, nhưng nó sẽ bị gián đoạn quảng cáo. Vậy nên tốt nhất chúng ta có thể đặt tên cửa hàng tối ưu. Và tên cửa hàng nó chính là cái dòng xanh ngọn chuối ở đây này các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Nó chính là dòng xanh ngọn chuối ở đây này. Đó, nó chính là tên cửa hàng. Thì tên cửa hàng bạn có thể đặt là gì? Website, đặt tên miền vào đó. Thứ hai, thương hiệu của bạn. Thứ ba là gì? Ngoài tên miền, thương hiệu, bạn có thể đặt gì ở đó? Chuẩn rồi, có thể là từ khóa sản phẩm. Ok, các bạn hãy đặt đi nào. Và ghi lại, ta nên tối ưu tên cửa hàng ngay bước đầu tiên, tránh cái việc phải sửa chữa đi để nó gây cái gián đoạn quảng cáo của chúng ta. Thì ngay tức chúng ta đặt tên, ví dụ như ở đấy tôi sẽ đặt tên là Sói Già Apple. Ok, trang web của bạn là gì? Ok ạ, tốt nhất là các bạn gõ thẳng cái website bạn vào, ví dụ như Đây này, đây là chọn con chị đi. Nữ hoàng trở lên. Ok, dừng lại nhìn trên bảng này. Các bạn dừng lại nhìn trên bảng đi. Ở đây nếu cái sản phẩm của bạn đang bán nó có liên quan đến vấn đề người lớn như những cái thuốc hỗ trợ một người khỏe hành vui ạ, thì các bạn nên tích vào cái ô trang web của tôi có chứa nhé. Nếu không thì ấn tiếp tục, các bạn ấn tiếp tục cho tôi. Ok, từ gõ luôn này, dw.vn là trang web của này. Đấy, tôi copy này và từ sáng này, đẹp. Tiếp tục này. Ok, các bạn thấy được giao diện như này chưa? Các bạn thấy được giao diện này chưa? Ok, dừng tôi lại nhìn trên bảng, tôi làm mẫu cho các bạn xem này. Ở đây ạ, các bạn tích vào có, tôi đồng ý với từ khoản điều kiện trên. Rồi tiếp tục, đến giao diện tiếp theo thì dừng tôi lại. Ok, tôi sẽ chờ các bạn đến giao diện này ạ. Ok, bạn nào có cần hỗ trợ thì có thể gọi tôi ra. Em quay clip cho bà rồi anh Tâm. Ghi âm lại nữa nè. Em quay clip có cả ghi âm rồi. Có ghi âm luôn hả? Em quay clip thì làm demo lên trên web của mình cho bà con. Tôi làm cho bà con. Cái này tôi làm rồi. Ok. Bạn nào mà nó bị lỗi ạ, không có thể điền website vào đó ạ, thì có thể bỏ qua nhé, bỏ cái tên miền luôn, rồi tiếp tục được nhé, giống như bạn Phương. Ok, tích vào có tôi đồng ý với quy tắc đi đến bên giao diện này đi ạ. Trong trường hợp bạn chưa có website hoặc website bạn chưa được chấp thuận thì bạn có thể bỏ luôn cái dòng điền website đó đi, rồi ấn tiếp tục đến giao diện như này. Tại giao diện như này ạ, thì các bạn sẽ đến cái phần là xác minh chủ sở hữu trang web. Tức là Google yêu cầu các bạn phải chứng minh bạn là có quyền ở trên website này. Thì ở đây có một số phương pháp để chúng ta có thể xác minh. Đó, có thể nhấp vào cái tải này, đó, nhấp vào này, xác minh. Còn vài cách xác minh ở bên dưới nữa. Ví dụ như dùng thẻ HTML hoặc tài khoản Google Analytics hoặc trình quản lý thẻ của Google. Tôi biết điều này sẽ khó khăn với một số bạn, thế nên hãy ấn vào bỏ qua cho tôi. Ấn vào bỏ qua đi. Ok, bỏ qua đến cái giao diện nhìn này, giống như tôi. Trong trường hợp mà bạn chưa thể xác minh. Và tí nữa tôi sẽ đưa cho bạn một số phương pháp để có thể đơn giản hóa vấn đề này. Cách tôi làm là làm thế nào có thể đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả. Ok ạ, hãy đến được giao diện giống như tôi thì dừng tay lại. Hãy đến được giao diện như tôi thì dừng tay lại. Ok, tôi thấy một số bạn làm rất tốt. Bạn bên cạnh kia đến được chưa? Rồi, mình đến hết rồi. Rồi, ở đây ngôn ngữ của bạn là ngôn ngữ gì ạ? Bằng tiếng gì? Bằng tiếng Anh. Ok ạ, chúng ta có thể đổi ngôn ngữ sang bằng tiếng Việt bằng thao tác như thế này. Lưu ý này, đôi khi chúng ta chọn tiếng Việt rồi nhưng hệ thống nó lag, bạn đăng nhập vào vẫn thấy là tiếng Anh, thì các bạn hãy nhớ thao tác như sau. Các bạn sẽ nhấp chuột vào 3 chấm góc trên cùng bên tay phải và các bạn sẽ chọn cái dòng thứ hai, chọn dòng thứ hai và các bạn sẽ đổi sorry, account setting thì đúng hơn là dòng thứ nhất. Các bạn đổi time zone và language sang thành tiếng Việt cho tôi. Ok ạ, lưu nó lại. Ở phần account setting các bạn đổi sang tiếng Việt cho tôi. Ok ạ, Sau khi chuyển sang tiếng Việt rồi thì các bạn ấn mũi tên quay trở lại. Vậy là được. Sao? Tích vào ô này, có tôi đồng ý. Tiếp tục. Trời ơi. Tận tí, nó hơi lát, cái máy của em nó hơi lát, và tốt nhất em nên bật chỉnh điện ảnh ra. Chỉnh về cái gì, sửa về cái gì. Tí nữa tôi đã hướng dẫn đâu. Hơi, máy của em nó hơi lát đấy, em bật chỉnh điện ảnh ra đi. Tôi tập cho, tôi tập cho này. Mình ấn vào đây này, mình không phải xuống ký gì, em cho ship này. Sau đó em vào Google, đăng nhập vào cái email máy tính làm mua shipping. Đăng nhập vào. Bạn rất là nhanh, nhưng mà vấn đề của em là định. Đó. Không cần phải ăn cong từ mail đâu. Rồi em đây để làm. Các bạn đến được giao diện như tôi chưa ạ? Đến được chưa? Em lại có vấn đề à? Ôi em đây. Tôi sẽ hỗ trợ một số bạn chưa làm được, chưa theo kịp nhé. Chúng ta chờ một chút xíu, một phút thôi, tôi có thể làm sao ạ? Được mà, nó chính là nên sử dụng như thế, nên sử dụng tài khoản cái email đang chứa tài khoản ép buộc để tạo Google Shopping là hay nhất. Đó chính là phương pháp hay nhất. Nếu không sử dụng nhé, các bạn lại phải mất công để xác minh tôi là sở hữu của Google Ads. Để tôi làm cho nhanh ạ. Rồi. Tên cửa hàng, bản tính từ, không có shop vàng từ nghi, viết chữ cái đầu tiên viết hoa, shop không cách ra, viết có dấu đàng hoàng, không vội, shop bảng V này, em thì gõ thêm miền gõ đi, ok, shop bảng chữ B nên viết hoa. Ok, nhìn nó sẽ nghiêm túc và trật tự hơn, đó. Rồi, ok, ấn vào tiếp tục, ấn vào xác minh này, ấn vào tiếp tục này. Em thấy không? Cái trình duyệt này nó sẽ rất là nhanh. Cái trình duyệt của vừa nãy của em là nó đang bị lag. Ok, bỏ qua phần này, đến từ giao diện. Ok, có bạn nào cần thêm thời gian không ạ? Có bạn nào cần thêm thời gian không ạ? Ok, chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Việt, ta đang sử dụng là ngôn ngữ tiếng Anh. Ngôn ngữ tiếng Việt này, như đối lại này, ok, rồi, sao? Để nó ít này. Khi nào mình đến với Merchant Center, sống bạn này bắt đầu chuyển sang tiếng Việt. Em thử chuyển sang tiếng Việt được chưa? Hả? Em thử tiếng Anh à? Em anh sẽ nói tiếng Việt đấy. Vì tiếng Anh của anh không khá chút nào cả. Chuyển sang ngôn ngữ là tiếng Việt. Live. Ok. Các bạn có thấy việc tạo ra một cái Merchant Center, một tài khoản Merchant Center đơn giản đúng không? Rất đơn giản thôi ạ. Cái cấu trúc bên trong đó mới là cái vấn đề mà chúng ta cần giải quyết. Hãy nhắc chuột cho tôi vào cái hàng thứ 3 góc chung cùng bên tay trái là thông tin doanh nghiệp của bạn nhé. Ở đây, quay trở lại. Ok, đó là thông tin doanh nghiệp của bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái thông tin doanh nghiệp của bạn ở đây ạ, nó sẽ yêu cầu các bạn điền những cái thông tin. Ấn vào cái quay trở lại như này. Ấn vào mũi tên quay trở lại, ra giao diện như này nào. Và các bạn sẽ thấy ở đây ạ, cái hàng thứ 3 này, thông tin doanh nghiệp này, các bạn nhìn thấy ở đây không? Nhìn kỹ nhỉ? Thông tin doanh nghiệp này, ở đây ạ, nó sẽ yêu cầu các bạn điền thông tin vào đây. Thì tên hiển thị của doanh nghiệp, nó chính là tên cửa hàng vừa nãy tôi bảo các bạn nên tối ưu ngay từ đầu. Trang web, địa chỉ doanh nghiệp, liên hệ dịch vụ khách hàng. Thì Những cái thông tin này thì thông tin trang web là bắt buộc nên có, phải có chứ phải nên có. Còn cái này bạn điền hay không thì không quan trọng, nó vẫn chấp thuận. Ok ạ. Rồi, khi chúng ta đi đến cái tab thông tin doanh nghiệp này thì nó sẽ có những cái tab con là trang web và xây dựng thương hiệu. Thì các bạn có thể đến đó để điền thông tin nhưng không bắt buộc nhá. Đầu tiên là trang web để xác minh này. Trang web này bạn cần chứng minh bạn là chủ sở hữu. Vừa nãy chúng ta đến bước này chúng ta ấn gì ạ? Ấn bỏ qua đấy ạ. Ấn bỏ qua bởi vì chúng ta có thể xác minh khi chúng ta đăng nhập vào cái merchant này. Thì những cái phương pháp này chúng ta ghi, đánh một dấu sao vào đó cho tôi. Hãy ghi lại cái tiêu chí này cho tôi. Vì tôi biết được rằng ở trong lớp chúng ta không phải ai cũng có thể làm được bước này. Thì đánh một dấu sao ghi lại một cái vấn đề, đó là hãy nhờ bên thiết kế web làm hộ bạn bước xác minh trang web. Họ chỉ cần 1 đến 2 phút là họ có thể làm được cho bạn này. Không phức tạp với họ một chút nào cả. Nếu bạn không làm được, đừng phức tạp hóa vấn đề. Hãy đơn giản nó bằng cách nhờ cái thằng thiết kế web nó làm cho bạn 1 đến 2 phút xong. Không phải suy nghĩ gì cả. Ok ạ. Xây dựng thương hiệu thì cái này các bạn không cần phải tiền, cũng không vấn đề cả. Đó là những cái hình ảnh mà bạn có thể úp lên, những cái ví dụ như cái banner, những cái logo của doanh nghiệp ấy ạ. Hình dung được chưa? Ok ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tab sản phẩm ngay ở dưới tab thông tin doanh nghiệp Việt. Ngay bên dưới đó, các bạn chú ý này, những cái gì tôi bảo các bạn ghi chép lại thì các bạn cần ghi chép lại, bởi vì nó sẽ không giống như khóa học sẵn sàng của tôi là các bạn có video để xem lại. Ở đây không có, ở đây chỉ có livestream thôi. Các bạn đi đến cho tôi cái tab sản phẩm. Thì trong cái tab sản phẩm đó nó sẽ có 4 tab con ở bên trong. Đầu tiên là tab chẩn đoán. Tab chẩn đoán này dùng để tối ưu mà buổi sau chúng ta sẽ học. Các bạn nhớ lịch học của chúng ta không? Lịch học của chúng ta là hôm nay, tối hôm nay và tối thứ hai. Tại sao nó phải cách đoạn? Mà sao không học thứ 6 thứ 7 luôn? Bởi vì chính sách của Google cần 72 giờ để lần đầu tiên bạn úp lát dữ liệu lên nó chấp thuận. Có nghĩa là sau khoảng 3 ngày nữa quảng cáo bạn có vấn đề hay không có vấn đề thì chúng ta mới giải quyết được, mới tối ưu được. Đó là lý do tại sao tôi phải sách ra 2 ngày nữa, đến tối thứ hai tôi mới học. Chứ bình thường tôi dạy xong chủ nhật là thứ hai tôi về rồi, chứ không ở lại thêm một ngày nữa. Ok, rồi chẩn đoán nó sẽ dùng được vào trong việc chúng ta tối ưu buổi sau. Danh sách là cái nơi nó sẽ liệt kê tất cả những cái sản phẩm bạn đã từng úp lên. Nguồn cấp dữ liệu đó chính là những cái thông tin bạn đưa lên cái merchant center, tức là cái kho hàng của bạn, thông tin kho hàng, còn hàng, hết hàng, hay cái hình ảnh, tiêu đề, sản phẩm nó chính nằm ở cái phần nguồn cấp dữ liệu. Hãy tưởng tượng, hãy hình dung đây là một kho hàng mà bạn đã khai báo với Google. Và Google sẽ dựa vào những cái thông tin đó để hiển thị quảng cáo cho người tìm kiếm. Ok ạ, đề xuất sản phẩm là cách cài đặt một số thông tin về sản phẩm. Vậy thì ở đây các bạn sẽ đi đến cho tôi cái nguồn cấp dữ liệu tab thứ 3 ở tab con. Đi đến đây để chúng ta làm. Ok, đợi tôi mở cái tài khoản. Ok, tại giao diện này nhá, tại giao diện này các bạn sẽ cộng cho tôi này, một cái cộng điện, các bạn cộng điện. Ok, loại ở đây là loại sản phẩm trực tuyến, quốc gia nơi bán hàng Việt Nam, ngôn ngữ chúng ta lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Việt, sau đó ấn tiếp tục. Ok ạ. Hãy đến được giao diện như tôi thì dừng tay lại. Ở đây thì Google sẽ hỏi cách bạn tải cái dữ liệu lên này lên Google Merchant như thế nào. Thì nó có thể là Google Trang tính, nó có thể là tìm làm theo lịch biểu, nó có thể là tải lên những cái bạn đã làm sẵn ở máy tính hoặc content API. Thế thì cách đơn giản nhất đó chính là chúng ta sẽ sử dụng Google Trang tính và tên nguồn cấp dữ liệu bạn đặt tên gì tùy các bạn, miễn làm sao bạn dễ kiểm soát nhất có thể ở ABC12456. Nhưng lời khuyên của tôi, bạn sẽ úp cái sản phẩm nó nằm ở cái danh mục nào thì hãy lấy tên danh mục đó làm tên nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ nguồn cấp này tôi sẽ làm cho những cái sản phẩm liên quan đến áo vest thì tôi sẽ tìm danh mục sản phẩm là áo vest, và trong cái danh mục này tôi chỉ đưa những thông tin về áo vest thôi. Đó. Và sau này nếu tôi muốn thì tôi có thể tạo thêm một nguồn cấp dữ liệu mới chuyên về quần jean chẳng hạn. Nhìn thấy vấn đề chưa? Tư duy gì đấy các bạn nhớ không? Học nên là tư duy gì? Đúng rồi, tư duy chia ra để chị nhớ đó. Rồi, bây giờ thì bạn có thể đặt cái gì cũng được. Ví dụ như ở đây tôi sẽ đặt tên là K02. K02. Rồi, và nhìn tôi làm mẫu đã các bạn ơi, nhìn tôi làm mẫu K02 để nguyên Google Trang tính. Ấn tiếp tục. Và ở đây ạ, nó yêu cầu các bạn tạo một cái bảng tính Google mới hoặc chọn một cái bảng tính có sẵn của Google. Thế thì bây giờ là chúng ta lần đầu tiên chúng ta tạo, thì chúng ta sẽ mặc định là tạo bảng tính Google từ bản mẫu. Ấn tiếp tục. Và Google sẽ yêu cầu các bạn tạo xác minh Google Driver, đồng ý vào. Cái này của tôi thì đã xác minh rồi, nhưng các bạn sẽ ra một cái giao diện là chấp thuận. Tôi quay cho anh em rồi. Ok, các bạn làm điện. Các bạn làm điện, các bạn chấp thuận điện. Cái của tôi vì tài khoản này đã sử dụng rồi, thế nên là nó sẽ không có. À, đấy ạ, các bạn thấy không? Ấn cho phép điện, ấn vào cho phép Google Driver điện. Ấn vào cho phép Google Driver điện. Sao lúc đấy, đây nó đang quay. 24 phút rồi. Tụi nó bắt đầu. Lại tí. Ok, các bạn đã cho phép và ra một cái giao diện là nó có cái nguồn cấp chưa ạ? Các bạn nào chưa thấy cái nguồn cấp dữ liệu của mình hay không? Các bạn nào cần hỗ trợ hay không? Bạn nào chưa? Mình làm chưa? Đơn giản rồi. Rồi, ok ạ. Chúng ta phải làm sao có thể đơn giản hóa vấn đề. Ok. Bây giờ thì hãy mở cho tôi cái nguồn cấp dữ liệu. Ở bên cạnh cái tên nguồn cấp dữ liệu của bạn, nó sẽ có một cái cột Google Trang tính có nút mở. Hãy tích vào cái mở đó cho tôi. Mở nó ra. Mở nó ra. Mở ra. Mở ra thì các bạn sẽ thấy giao diện giống như tôi, đúng không ạ? Alo, rồi. Các bạn thấy giao diện giống như tôi không ạ? Có thấy không ạ? Ở đây thì nó sẽ chia rất nhiều cột. Và có những cái hàng nó có những cái chữ sẵn rồi. Vậy, việc đầu tiên của bạn, hãy xóa cho tôi tất cả những cái chữ ở những hàng từ thứ 3 trở xuống. Đấy, những cái chữ ở cột hàng thứ 3 này trở xuống, xóa hết cho tôi. Nhìn đi, xóa sách đi cho tôi. Xóa sách đi. Ok ạ. Rồi. Và quay trở lại cái nhóm của shopping của Sói Già. Chúng ta sẽ mở một cái tài liệu ở trên nhóm mà tôi đã từng đưa lên. Nhìn tôi làm mẫu. Ở đây có một cái tài liệu tôi sẽ úp lên ngay trên đầu cho các bạn. Đó chính là đặc tả dữ liệu sản phẩm. Các bạn vào ấn F5, vào cái nhóm của chúng ta ấn F5 thì các bạn sẽ thấy cái bài viết đó đã được đưa lên trên đầu. Các bạn mở cái tài liệu đó ra cho tôi. Thế quá nào nó bị này. Chờ tôi được xíu nhỉ. Ông tải lên xong chưa? Ông tải lên được chưa? Cái kia nó bị lỗi rồi. Tôi sẽ đưa bài viết mới lên cho ra. Rồi. Xóa đi. Nó nhầm rồi. Cái này là đăng ký. Các thuộc tính dữ liệu sản phẩm, chính sách mua sắm này, ốc này, ốc này, cẩm nang này, đăng ký này, ok ạ, đặc tả dữ liệu này, ok ạ, tôi đưa lên trên nhóm của chúng ta rồi đấy, các bạn có thể vào đó đi ạ. Có bạn một bạn xin vào nhóm này. Bạn Cao Nhật Quang được có rồi, ok tôi phê duyệt rồi nhé. Bạn David Mai có đây không ạ? Hai bạn mới phải không ạ? Không có cái HTTP. Các bạn thấy cái phần đặc tả dữ liệu này chưa? Mở ra cho tôi. Ông ấy nhờ bên thiết kế làm mà. Bên thiết kế. Các bạn mở ra. Mà. Nhìn thấy phần đặc tả chưa? Mở ra nào. Ô, hay. Các bạn chưa vào nhóm không? Rồi. Các bạn có 2 phút để xem qua, xem lướt qua. Tôi không cần các bạn xem kỹ, đọc chi tiết làm gì cả. Hãy xem lướt qua cái phần đặc tả dữ liệu sản phẩm này. Sau đó đối ứng với cái mà bạn vừa mở ra đấy. Đối ứng. Ở đây, ví dụ ID này, thì bạn đọc cái phần ID này. Đó, rồi tiêu đề rồi mô tả, thì bên này nó cũng có tiêu đề mô tả. Các bạn đọc lướt qua để biết được rằng tiêu đề nó có bao nhiêu ký tự, mô tả có bao nhiêu ký tự, những điều cần chú ý ở những cái cột đó. Ok, các bạn có 2 phút để xem lướt qua cho tôi. Ở phần đặc tả dữ liệu sản phẩm. Em có thể chiếu lên trên cho mọi người. Ở phần đặc tả dữ liệu sản phẩm này, các bạn thấy không ạ? Nó có rất nhiều thông tin. Nó có thể cột về cột ID này, tiêu đề này, mô tả này, thì nó sẽ thông báo cho bạn biết được rằng cái cú pháp nó được bao nhiêu ký tự. Ví dụ như definition là phần mô tả 5.000 ký tự, các bạn thấy không? Nó chính là nếu mà các bạn làm về API ạ, nó liên quan đến code ở trên website, thì thuộc tính sigma của nó là product.definition. Thì cái này nó dành cho những các bạn nào mà có hàng nghìn sản phẩm. Các bạn làm thủ công rất là mệt, thì các bạn phải sử dụng content API. Thì các bạn phải chú ý đến cái thuộc tính sigma của product.definition. Ok ạ? Rất nhiều Các bạn cứ xem qua đi, các bạn sẽ cần xem qua nhá. Tốt nhất là hãy xem qua những cái cột mà Google đề xuất ở đây có sẵn. Đó. Những cái cột này là cột biểu mẫu của Google, là mẫu sẵn của Google. Và hãy xem tương ứng với cái đặc tả dữ liệu đó là cái gì. Ok, tập trung xem đi nào, để tí nữa tôi có thể hướng dẫn cho bạn một cách đơn giản hơn. Chị cắm sạc xong cho em nhờ cái ốc bạn cho em cắm một số được không? Ok ok. Gì nè? Ê, nó đang báo yếu này. Ê, nãy cái anh nó đeo lại cho mượn đâu? Anh ấy cho chị em mượn mất rồi. Mà em có còn cái nào không? Không. Chị đã nói sao? Chị nói là bây giờ chị mà tháo ra là của chị cũng bị ấy luôn. Bị tắt luôn. Tắt luôn rồi. À. Ê. Mua gì nhỉ? Cái của mình đâu nhỉ? Nếu nhớ là cái nào? Tinh. Trời. Chị. Ok, ai cần thêm thời gian không ạ? Mở ra đi. Hả? Vẫn chưa được vào nhóm hả? Lưu ý này, một số bạn đến muộn này, một số bạn làm chậm này thì phải giơ tay lên để được hỗ trợ. Chứ các bạn không làm như thế tôi sẽ bỏ qua. Và các bạn không thể theo kịp được lớp đâu. Và cái này nó không có chiếu lại đâu. Tôi không nhắc lại đâu. Thế nên đừng giấu tôi. Đừng có dấu tốt, không biết, giơ tay. Tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn mà. Ok, các bạn đã đọc đến đây là chưa? Xong rồi không? Quay trở lại cái nguồn gốc dữ liệu đi ạ. Hãy quay trở lại cái nguồn gốc dữ liệu của bạn đi nào. Thế này ạ. Đây là nơi gọi là cái kho của bạn. Google sẽ dựa vào cái kho này, nó sẽ còn sản phẩm nào nó so khớp với những cái chi vấn tìm kiếm trên Google để kỹ thuật và quảng cáo. Tất cả thông tin bạn cung cấp cho Google nó sẽ được hiển thị thành quảng cáo trông như thế này. Và ở trên cái băng truyền này ạ, tối đa là bao nhiêu sản phẩm, các bạn có đọc vừa nhớ không? 25 sản phẩm. Nếu mà cột bên phải thì bao nhiêu sản phẩm? Đúng rồi, 9 sản phẩm. Đấy nhá. Đây băng truyền. Đây băng truyền 25 và bên phải 9. Thì đây là một cái mẫu để cho các bạn hình dung Google lấy dữ liệu để hiển thị quảng cáo như thế nào. Quay trở về phần này ạ. Đầu tiên ở đây là cột ID. Ở đây ai đã làm của shopping rồi? Giơ tay nào. Ai đã làm rồi? Rồi, thường thì các bạn sẽ điền ID này là cái gì? Mã sản phẩm. Cái gì nữa? Ai điền khác không? Ai điền khác? Mình điền gì? ID mình sẽ điền gì ở đây? Hả? Điền tức là bừa phứa, thích ghi cái gì thì ghi, đúng không? Ok, rồi ai điền khác không? Tên sản phẩm từ 1 đến 10. Có ai ý kiến khác không? Ok. Cái ID này theo đúng chính sách của Google thì bạn cần để cái thuộc tính product của Google. Yeah. Nó chính là thuộc tính product của Google. Yeah. Các bạn thấy không? Vậy làm thế nào để nhìn được một cái product của một bài viết? Ở đây tôi sẽ vào một số, ví dụ như một số website đi. Ví dụ như website mà tôi đang làm hộ đây. Tôi có rồi cái này rồi. Dạ. Đây là website. Làm thế nào tôi biết được cái thuộc tính product của cái bài viết này nếu tôi không phải là dân chuyên nghiệp? Cách làm của tôi rất thủ công. Các bạn nhìn trên bảng này, tôi chỉ đơn giản này, Ctrl và nút U này là nhìn cái gì ạ? Rồi sau đó Ctrl và nút F là để gì ạ? Tìm kiếm, đúng không? Rồi ok. Nhưng ở đây các bạn cần thêm một thao tác, bình thường là như thế. Các bạn ở đây cần thêm thao tác, đó là xem kiểm tra ở đây ạ. Đó. Thì ở đây này, nó sẽ ra cái trang web của cái web trang mà chúng ta đang vào. Các bạn có thể tìm ở đây ạ, thuộc tính product. Nó sẽ ra, các bạn thấy không? Đấy, thuộc tính này, product này. Đó, rất nhiều. Nếu mà bạn website bằng mã nguồn, ví dụ như mã nguồn WordPress chẳng hạn, giống như tôi đi, thì rất dễ để nhìn cái số product của một bài viết. Nếu mà website bạn giống mã nguồn của tôi là WordPress thì các bạn nhìn là post bằng bao nhiêu này. Đấy, nó chính là số ID bài viết này. Tức là số thứ tự bài viết xuất hiện từ kể từ khi tạo trang web, thì luôn chưa? Nhưng nó có vẻ là phức tạp với một số bạn, và có một số trang web họ không làm cái thuộc tính này. Vậy cách đơn giản là điền đại, đúng không? Là điền đại, nhưng hãy có cấu trúc. Có cấu trúc. Bởi lẽ này, buổi sau các bạn sẽ thấy cái tư duy trên là địa chỉ rất quan trọng. Nếu mà bạn điền bừa phứa, bạn hiểu sau này ạ, bạn có thể có 10, 20 sản phẩm thì ok, bạn quản trị tốt, nhưng bạn đến 200 sản phẩm là các bạn sẽ rối ngay. Thế nên là hãy lựa chọn ID nào mà nó giúp bạn cấu trúc một cách tốt nhất. Nó có thể là A, B, C, 1, 2, 3, 6, tùy các bạn. Nhưng nếu làm đúng theo những chính sách của Google vẫn là thuộc tính product nhé. Và tôi không biết đến thời điểm nào mà Google sẽ không cho phép các bạn điền linh tinh. Nhớ nhé, không biết đến thời điểm nào. Vì trước đây tôi đã từng thử là điền linh tinh rồi. Và thực ra bây giờ tôi vẫn làm đấy chứ. Nhưng khi tôi so sánh, nếu tôi điền thuộc tính product của Google trên website của tôi vào Google thì phần xét duyệt rất nhanh. Còn nếu mà tôi điền theo tự ý mình ạ, nó có khả năng bị từ chối. Nhìn thấy đây chưa? Rồi, hãy điền cho tôi. Không, hãy chọn một sản phẩm trên website bạn rồi điền cho tôi cái ID vào đó. Bây giờ ví dụ như ở đây ạ, tôi sẽ chọn một sản phẩm trang web này chẳng hạn. Đó. Thì tôi sẽ đặt tên ID cái này là gì? Thủy. Ví dụ theo đúng thuộc tính ở đây là tôi đặt 10,1 chẳng hạn. Thuộc tính product ở đây là 10,1, tức là thứ tự bài viết này xuất hiện. Các bạn thấy không? Giá trị value này nó chính là thuộc tính. Và các bạn có thể đặt ABC tùy các bạn, miễn là sao bạn hiểu nó là cái gì. Ok, dừng cái lại mình trên bảng sau khi đặt tên rồi. Tiếp theo ở đây là tiêu đề. Các bạn có biết gì không? Google Shopping là không cho phép bạn chọn từ khóa để kích hoạt quảng cáo, mà Google sẽ dựa vào tiêu đề và mô tả để kích hoạt quảng cáo. Tức là Google sẽ dựa vào cái nguồn gốc của bạn, nó so khớp với truy vấn mà người dùng gõ trên Google để kích hoạt quảng cáo. Bạn không có thể lựa chọn tôi thích từ khóa A, tôi thích từ khóa B để kích hoạt cái sản phẩm này. Làm gì có, không được phép đâu. Thế nên là ngay từ đầu chúng ta cần phải tối ưu ở tiêu đề. Bạn có thể lấy nó giống hệt tên của sản phẩm trên website, ví dụ như ở đây là quạt trần thì chúng ta sẽ phân tích ở đây. Chữ nó to quá rồi thì tôi sẽ gõ vào đây đi. Đấy. Copy. Rồi, bạn thấy không? Thì từ khóa ở đây, nhìn vào đây tôi sẽ biết là cái từ khóa chính của tôi là từ gì ạ? Quạt trần Ryan là từ khóa chính. Đó. Và tiêu đề có bao nhiêu ký tự các bạn nhớ không? Bao nhiêu? Vừa nãy đọc bao nhiêu? 50. Nhìn đọc lại nào, vừa xem rồi. Thế thì làm sao ạ? Các bạn nên cấu trúc cái tiêu đề như thế nào, làm sao có chứa từ khóa. Nhưng nếu nó hiển thị thì có đủ 150 ký tự không? Nhìn như thế có không? Đúng không? Thế nên là ở đây không nhất thiết bạn phải viết dài. Và làm sao? Xúc tích ngắn gọn, dễ đi hiểu về sản phẩm. Ok, các bạn copy hoặc viết cái tiêu đề của mình đi nào. Các bạn có thể lấy ngay chính cái tên sản phẩm ở trên website bạn làm thành tiêu đề cũng được. Và hãy nhớ cái tiêu đề là cái thứ mà nó kích hoạt từ khóa rất thường xuyên. Ông vừa thêm ID đâu ta quên sớm. Ông vừa thêm ID đâu ta? ID là cái chỗ... Em đang làm cho cách nó đơn giản nhất nha. Đấy. Tắt vào đi, xóa đi. Chỗ này phải không? Đây đúng không? Đây. Đây đúng không? Đúng không? Copy. Đấy, dán mạnh hơn. Không thêm vào đâu. Nhỏ chưa? Không bắt đầu cắn chốt A. Cái mà nãy nhà xóa đi bớt và hàng á. Cắn chốt B. Không. Các bạn đi. Không phải. Ý là giống như là tôi đang nói là. Nó sẽ nhỏ được. Đấy, copy cắn chốt C đi. Giờ nghe muốn làm nào? Không, tôi lấy cái ID của ông ấy. Tức là chưa copy vừa nãy giờ. Mà ông vào cái này đúng chưa không? Chưa copy, chưa phải là cái bài tủ ống kính của em nó bị lỗi. Dạ, em nó bị lỗi rồi. Đó. Cái ID dạo nãy ông chọn là cái mã xuất hiện này nè, là cái dòng số đó đấy. Cái này nha. Đâu đây? Đây rồi. 755 hay là... Hoặc em đã vào Facebook này. Đó. Đấy, 5116 đấy. Không, cái số này là số khác thôi. Dạ đó, ông nói là cái số xuất hiện của đây đi đó. Số xuất hiện bao nhiêu lần á. Ok, làm cho đến khi được thôi. Thôi, em tự đặt đi. Rồi em còn chưa quen thuộc với mình thao tác, em còn đòi tìm product làm gì. Điền bừa đi, điền ID bừa đi. Đây là tôi đang dạy theo đúng cái chuẩn của Google. Thì tôi nói với bạn product, còn chính bản thân tôi còn chả điền cái số product làm gì cả, tôi điền theo cái tôi hiểu. Hiểu không chưa? Nhưng nguyên lý của Google thì tôi vẫn phải nói cho bạn biết. Để sau này nếu có vấn đề thì bạn có biết cách xử lý. Đó. Còn bản thân tôi vẫn sử dụng ID là tự sướng. Ok, xong tiêu đề chưa? Ok, tiếp theo đến phần mô tả. Đến phần mô tả ở đây, tiêu đề này, mô tả này, đó, mô tả sản phẩm nó có tối đa sao 5.000 ký tự, đó. Thì nó yêu cầu mô tả chính xác sản phẩm khớp với mô tả ở trang đích của bạn, bao gồm những cái từ không bao gồm chứ những cái từ như là miễn phí vận chuyển hoặc là ký tự lạ. Thế thì ở đây ạ, trên trang web của bạn nó đang mô tả gì, các bạn có thể copy cái mô tả đó. À, khi bạn mô tả ở đây ạ, nó dài ra như này đúng không? Kệ đó, các bạn ấn sang cái bên cạnh này, nó sẽ mất đi, đúng không? Rồi, ok ạ. Trước khi viết mô tả, hãy ghi lại ra giấy bút của bạn nào. Mở giấy bút ra, ghi lại một cái tiêu chí tối ưu cho tôi nào. Cái tiêu chí này giống như một cái tiêu chí viết văn bản quảng cáo ở khóa học xóa giả, nó cũng giống như vậy. Nào, chúng ta ghi lại nào, đánh dấu một cái dấu sao, tiêu chí là bắt buộc để tối ưu đấy ạ. Đó, kết hợp chặt chẽ để vào sự liên quan. Giữa tiêu đề với mô tả và trang đích. Kết hợp chặt chẽ để vào sự liên quan giữa tiêu đề tới mô tả tới trang đích đến trang đích. Điều có nghĩa là gì ạ? Tiêu đề mô tả nó phải ăn khớp với trang đích. Các bạn còn nhớ cái câu mà tôi yêu cầu các bạn ghi lại ở lớp đó là cách buộc là kết hợp chặt chẽ để vào sự liên quan giữa từ khóa đến thông điệp quảng cáo tới trang đích, nhớ không ạ? Thì nó cũng dựa vào nguyên lý làm sao tiêu đề mô tả nó ăn khớp với trang đích của Google thì đó gọi là tối ưu. Và cái này ạ, ở buổi sau các bạn sẽ thấy nó rất quan trọng để có thể giảm giá thầu của Google Shopping và làm thế nào tối đa hóa dẫn được. Ok, các bạn có 1 phút để copy cái phần mô tả đó vào trong cái nguồn cấp dữ liệu này. Các bạn có thể copy ghi hết cái nội dung mà bạn đang viết trên website. Tôi đang livestream nhá, các bạn muốn xem lại cái video này thì các bạn lên tường nhà tôi nhé. Các bạn có thể trực tiếp xem luôn. Nhưng tắt tiếng đi nhỉ? Tắt tiếng đi. Các bạn có thể xem đây. Đấy, chúng tôi rút dữ liệu này. Các bạn có thể copy in này, cái nội dung mà các bạn có thể xem trên từ nhà của tôi nhé. Nhưng mà chấm đi, tí nữa về nhà xem sau, chấm để nhớ để về nhà xem sau. Chứ bây giờ bật lên thì máy tính của bạn nó sẽ kêu lên. Ok, xong phần mô tả trên rồi. Chúng ta đến phần liên kết. Phần liên kết nó chính là gì ạ? Liên kết ở đây nó chính là trang đích, đúng rồi. Các bạn hãy dán trang đích của các bạn vào. Dạ. Trang đích. Rồi. Các bạn dán trang đích vào. Ok, hãy dừng tay lại và nhìn trên bảng nào. Hãy dừng tay lại nhìn trên bảng nào. Chúng ta đến tình trạng ở đây thì nó chính là ở cái phần đặc tả dữ liệu của bạn, nó có thể hiện tình trạng, nó có thể là mới, đúng không? Là cũ, bạn bán hàng mới hay hàng cũ hay còn đã qua sử dụng gì đó. Ví dụ như hàng bạn là mới thì ghi mới đây. Đúng không? Thì đơn giản như thế ạ. Ở phần đặc tả dữ liệu này các bạn đến cái cột tình trạng. Dạ. Dạ, tình trạng này, mới này, đã được tân trang này, đã qua sử dụng này. Cái này nó là cái bàn là. Nó có mang cái loại này nhé. Cái lau đi này, mới này, được tân trang này, đã qua sử dụng này. Nó chính là cột tình trạng. Sẽ có bạn bị nhầm sang giá tình trạng còn hàng đấy nhá. Cái này không phải đâu nhá. Có hai cái cột tình trạng. Ok, đến tiếp theo là giá sản phẩm. Cái giá sản phẩm này nó phải ăn khớp với cái giá mà bạn đang bán ở trên website nhé. Nếu nó sai lệch thì rất có thể nó bị từ chối. Và lưu ý ở đây các bạn phải điền là VNG nhé, không phải VND đâu nhé. Ở đây ạ, ví dụ như là giá sản phẩm là 15860 đúng không? Ok, 15860. Và cách ra VNG. Và tự Google sẽ chia, tự chấm cái giá của bạn. Hiểu rồi đấy chưa? Ok, các bạn hãy điền giá vào đó. Cột bên cạnh của giá nó là tình trạng còn hàng. Dạ. Đó chính là tình trạng còn hàng, hết hàng hoặc đặt hàng trước. Các bạn hãy điền cái giá trị nào nó phù hợp với bạn. Ví dụ như còn hàng. Ok, và cột bên cạnh của nó chính là liên kết hình ảnh. Các bạn ghi lại cho tôi một tiêu chí. Ghi lại cho tôi một tiêu chí. Liên kết hình ảnh. Hai chấm. Ta nên sử dụng những hình ảnh có nền trắng và không có chữ ở trên hình ảnh. Ta nên sử dụng hình ảnh có nền trắng và không nên sử dụng những hình ảnh có chữ ở trên cái ảnh đó. Điều này nó cũng ảnh hưởng đến việc tối ưu. Quảng cáo của bạn được hiển thị một cách thường xuyên hay không, nó do cái yếu tố hình ảnh này rất lớn. Thế nên là ví dụ như trường hợp mặt trần này này, các bạn thấy không? Nó là nền trắng này, tôi mở cái hình ảnh này, sao chép địa chỉ hình ảnh này, tôi mở một cái hình ảnh này. Sao đấy ạ? Nên là nền trắng nhỉ? Đó. Và các bạn dán cái link ảnh đó vào liên kết hình ảnh. Ok ạ? Xong. Mượn cái đầu, này. Mượn từ đây đến cái đầu này. Ở Hà Nội thì tự ok ạ? Các bạn chọn hình ảnh đi. À, hình ảnh này á, các bạn có thể lấy trên website của bạn. Nếu website của bạn không có, các bạn vào Google tìm hình ảnh cũng được nhé. Nhưng khuyến khích là các bạn sử dụng hình ảnh có URL từ trang web của bạn, là khuyến khích nhé. Còn trong trường hợp mà không có thì vào Google tìm để kiếm cái ảnh. Và tốt nhất cái hình ảnh theo tôi khuyến nghị cho các bạn đấy ạ, lời khuyên cho các bạn là ta nên sử dụng hình ảnh nó dọc như này, nó dọc nhỉ. Nếu các bạn mà sử dụng những hình ảnh ngang thì nó sẽ tức là mình chụp dọc nó sẽ hiển thị ở trên cái băng chuyền, nhìn trông nó đẹp hơn, nhìn được chưa? Ok ạ, các bạn chọn hình ảnh đi, các bạn có 1 phút dán vào. Tôi hỏi đi ạ, tôi nói đi ạ. Website của mình để 2 giá từ 1 món đồ. 2 giá là như thế nào? Có nghĩa là dù 900k 500g hoặc là 300 mấy. Thế thì phải 2 đặc tả dữ liệu. Và em có thể cho một cái giá thấp nhất. Giá thấp nhất. Thứ nhất mình không sai, thứ hai có thể khuyến khích người dùng vào. Khi người ta nhìn thấy giá rẻ, nhưng thật sự là giá mình nó đúng, mình đưa lên cái sai đúng. Đó. Khi mà người dùng nhìn thấy cái giá nó cao thì người dùng làm sao có thể lựa chọn ngay thằng bên cạnh. Nhìn thấy vấn đề chưa? Ok ạ. Còn nếu mà trường hợp mà mình sử dụng ở trên cái giá cái trang đó mà nó có nhiều size trong thì lấy cái nào mà size thấp nhất để thu hút người dùng. Là thu hút người dùng trước đã. Ok. Còn nếu nguyên lý là không, nhưng mà cái size đấy là nó cho nhảy theo cái, tức là nó cho mình chọn ví dụ size 1m thì là bao nhiêu, size 1m2 là bao nhiêu, thì nó có cái phần chọn cho cái đó trên cùng một trang của nó. Trên cùng một cái dữ liệu. Mình có một phần đặc tả dữ liệu thêm thì cái này tôi sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn sau. Nguồn cấp dữ liệu phụ, nó gọi là nguồn cấp dữ liệu phụ ở bên dưới cái đặc tả dữ liệu các bạn sẽ thấy. Đấy ạ. Ok ạ. Ok, có ai cần thêm thời gian để lấy hình ảnh không? Rồi dừng lại nhìn trên bảng nào. Chúng ta sẽ đến cột tiếp theo là GTIN và MPN. Thì 2 cột này nó chính là cái mà các bạn nhìn cái hộp, cái bao bì ấy ạ, thì nó sẽ có những cái thông tin, những cái vạch số ấy ạ, ở mã vạch ạ. Thì cái này ở Hà Nội tôi có cái hộp mà cái tai nghe mà Google tặng thì tôi cho các bạn nhìn được, nhưng mà tôi không mang vào trong này. Nhưng tóm lại này, không có thì sao? Những cái đồ thủ công của các bạn làm gì có, đúng không? Thì không có thì gì? Bỏ qua. Không có thì bỏ qua. Rồi, GTIN MPN bỏ qua. Nhãn hiệu, bạn bán cho sản phẩm gì? Nhãn hiệu là sao? Các bạn điểm vào. Tôi lấy ví dụ, đây nhãn hiệu của quạt trần Royal thì tôi ghi là Royal. Từ từ đã nhé, để tôi hướng dẫn bạn một số cái này này. Cái nhãn hiệu này cũng là một cái thành tố để Google kích hoạt và tối ưu quảng cáo. Tôi lấy ví dụ bạn bán laptop Samsung, laptop Lenovo, laptop Acer, laptop HP. Thì cái nhãn hiệu này các bạn ghi đúng. Ta giả sử nhé, người ta tìm mua cái laptop Samsung thì Google sẽ dựa vào nhãn hiệu này cũng có thể kích hoạt quảng cáo bạn. Không chỉ là tiêu đề và mô tả, mà cái nhãn hiệu này cũng là một cái thành tố để tối ưu quảng cáo của bạn. Nhưng nếu bạn không có thì bỏ qua, mình hiểu chưa? Ok, ghi đi ạ. Các bạn có 1 phút, không phải 1 phút, sorry. Các bạn chỉ có một sản phẩm 10 giây, ghi vào nào. Ok, ở đây các bạn sẽ nhìn thấy gì ạ? Ở phần danh mục sản phẩm của Google là cái cột bên cạnh. Và cái danh mục sản phẩm của bạn là gì? Thì các bạn có thể mở cái dữ liệu đó ở trên nhóm chúng ta. Tôi có đưa một cái file, danh mục của sản phẩm này. Các bạn có thể tải cái danh mục đó về cho tôi. Tôi úp nó lên trên rồi. Các bạn tải cái danh mục đó về. Đây chính là danh mục sản phẩm của Google. Nó bằng tiếng Anh. Các bạn có thể tải về mở nó ra. Một trong những cái mà Google đang phát triển, và cái này là nó phát triển, thực ra nó ra thì lâu rồi, nhưng nó bắt đầu sử dụng cho cộng đồng nhà quảng cáo bắt đầu từ năm 2018. Phần ở giữa năm 2018 Google update một cái thuật toán. Các bạn đã nghe cái thuật toán học máy chưa? Các bạn hiểu nó là gì không? Là bạn có thể dẫn cho Google biết được đâu là khách hàng của tôi và tôi sẵn sàng chi trả bao nhiêu tiền để có một đơn hàng từ khách hàng đó. Các bạn đã từng trải nghiệm cái việc mà các bạn lướt Facebook ạ. Các bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều quảng cáo và những quảng cáo đó nó dựa vào cái tương tác mà bạn đã từng làm. Tôi lấy ví dụ, có một lần tôi hỗ trợ học viên nhắn tin: anh ơi, dạo này bán xe ô tô ế quá, anh xem cho em tài khoản. Và lúc đó cái cuộc nói chuyện tôi chủ yếu về ô tô, Toyota. Lúc sau ra quảng cáo và những sản phẩm liên quan đến ô tô. Lúc sau ra rất lưu phết toàn thấy quảng cáo liên quan đến ô tô. Trước đây Google kém Facebook một vấn đề đó, tức là nó nắm sở thích của người dùng, thói quen người dùng kém hơn. Nhưng hiện nay năm 2018 khi mà Google update với thuật toán học máy mới thì cái điều đó đã được cải thiện một cách rõ rệt. Các bạn xin ạ, là một trình duyệt ẩn danh. Nếu mà tôi lên Google tôi tìm xe đạp thì khi mà tôi vào YouTube tôi xem phim quảng cáo sẽ hiển thị ra rất nhiều xe đạp. Đó. Hiểu thế là học máy không? Thì đấy chính là cái mà Google update mà tôi thấy nó thuộc cái kinh điển nhất năm 2018. Không phải là thay đổi giao diện nhé. Nhiều người nghĩ là thay đổi giao diện thì khó khăn, không phải đâu. Làm quen tí là các bạn sẽ quen tay ngay. Nhưng cái thuật toán mà mang lại giá trị cho người dùng cao nhất vẫn là học máy. Hoàn toàn có thể dạy được Google biết được đâu là khách hàng mình, dựa vào thói quen người dùng khi họ truy cập trên các website hoặc truy cập vào website bạn có những thao tác nào. Thế thì ở đây quay trở lại cái phần cái này là danh mục sản phẩm của Google. Thì Google sẽ liệt kê ra những cái danh mục sản phẩm và bạn nên lựa chọn đúng với cái danh mục này thì cái thuật toán học máy, tức là Google sẽ lọc được cho bạn những cái đối tượng nào thuộc cái danh mục này để hiển thị. Thì hiểu chưa? Ví dụ cái quạt trần ở đây vì nó không làm tiếng Việt thì các bạn có thể làm lông dân giống như tôi, cực kỳ lông dân là sao? Dịch, đúng rồi. Rồi, ok, gõ chữ gì ạ? Quạt trần. Sao thành trần chuồng này? Đó tiếng Việt. Rồi, đó chính là xanh pha này. Đó. Rồi copy này. Rồi mở vào đây này, Ctrl F này. Đó, Ctrl F này. Tìm cái từ selling file này. Đấy, hoặc tìm từ file này. Rồi, cái này nó bị khoảng cách, không tìm được. Rồi, enter này, đó. Tên file này, thấy không? Đấy, tôi biết ngay. Rồi, ok. Selling file này thì nó sẽ là số bao nhiêu ạ? Số bao nhiêu? Selling file này số bao nhiêu? Nhìn thử xem. Số bao nhiêu? 1700 không? Lần đầu tiên tôi làm tôi nhập bố sang cái cột 3174 này. Lần đầu tiên tôi ứng dụng này. Đã, tôi nhập sang số đây. Nhớ đấy, cột này này. Tức là 1700 này. Thế thì khi tôi điền cái danh mục sản phẩm 1700 là rồi nhá. Thì Google sẽ dựa vào những cái đối tượng người dùng phù hợp với cái danh mục sản phẩm 1700 này để hiển thị quảng cáo. Hiểu không ạ? Mặc dù danh mục sản phẩm bạn không cần điền, nhưng khuyến khích nên điền. Nó giống như cái quảng cáo gọi là hiển thị mà bạn chọn đối tượng trong thị trường nhé. Các bạn còn nhớ khi đi học cái khóa học sáng già thì có một cái phần mà tôi hướng dẫn cho các bạn là tạo chiến dịch hiển thị với đối tượng trong thị trường. Đối tượng trong thị trường là ai? Là những người đang thể hiện sự quan tâm đến những cái sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự sản phẩm bạn đang bán. Tức là họ đang nghiên cứu, tích cực nghiên cứu về cái sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự sản phẩm và dịch vụ bạn đang bán. Thì danh mục sản phẩm nếu bạn chọn được, lọc được, nó là cái điều tốt. Và các bạn có 2 phút để làm việc này, không có bỏ qua cũng được. Vì một số danh mục sản phẩm nó không có, tại Việt Nam mình nó sẽ không có ở trên danh mục sản phẩm của Google, đó là tiếng Anh, không có. Tôi đố các bạn danh mục sản phẩm. Có một bạn học viên tôi, có một danh mục sản phẩm là bán thịt heo quay. Thì danh mục trên Google là cái gì? Làm gì có? Lúc đó chỉ là chung chung là ăn uống thôi ạ. Mình hiểu chưa? Ok. Rồi. Các bạn có 2 phút. Bấm vào bên cái gì này nữa. Đây, ta điện có một số thôi à, ghi copy cho cả đống. Điện cái 3456 là người ta tự biết cái đó là nó là quạt rồi. Nó là bà mũi rồi. Tại vì ngày trước là nó có app ấy bà. Quay tôi nhiều tí. Tôi lên sóng nhiều tí. Tôi chỉ là kiếm thử xe đạp bên cái nhà là sản phẩm các bạn ạ. Cực kỳ những khi lộn mặt. Anh cô đi chuyển sang ngôn ngữ là dịch đó, dịch sau đó thì Basico accessory, Basico bags, Basico đủ kiểu Basico từ một bánh đây, Basico không đây, Basico không là 1026 để chạy bán xe đạp. Nếu mà bán xe đạp được trở lại thì đi xe Hoàng Công Tâm thì sẽ là mưa làm gió tiếp. Không mưa gọi gió được. Vô trong kia là thua rồi. Realissimo SSL. Mình ghét ghê từ bấy giờ tôi không cài được cái này. Dựng một cái website thì dễ mà. Dựng cái website có mấy tiền đâu. Sao mình làm? Ủa, mình đâu có thể copy cái trang cái đường link từ Facebook qua hả? Nó không chịu đúng không? Là sao? Ví dụ như hay gì nhập cái website có đó là HTTP đó, là mình lấy bên cái link Facebook qua luôn được không? Không hiểu. Giống như là xe đạp Công Tâm nó có một cái trang trên một cái bay trên cái Facebook á, có bị cái link đó qua bên đây rồi, hay là mình phải có một cái website riêng nữa? Có website chứ, có website, làm website. Thực ra nếu như bác muốn làm website thì em bảo cho dễ mà, đâu có mất nhiều tiền đâu. Là ý là có mất tiền đúng không? Có mất tiền thì sẽ nhờ sếp cô Vi. Tại vì Vi có trên Công Tâm có một ông IT chuyên về mấy cái đó mà. Ok, rồi. Ok, dừng tay lại nhìn trên bảng nào. Ok, nó đơn giản chứ ạ? À? Tôi muốn hỏi nào. Các bạn, có bạn nào thấy khó khăn không? Khó khăn vui lòng giơ tay lên nào. Đơn giản không? Các bạn hãy úp cho tôi tổng cộng khoảng từ 3 đến 6 sản phẩm trên các sàn bạn lên một cấp này. Với y hệt cái thao tác chúng ta vừa làm. Ok ạ, các bạn úp cho tôi đi ạ. Bà làm cho quen tay không? Mình cho bà làm đây. Rồi, úp cho tôi từ 3 đến 6 sản phẩm. Các bạn có thể úp nhiều hơn, nhưng lần đầu tiên Google xem xét khá lâu. Đó là lý do tại sao các bạn nên úp từ 3 đến 6 sản phẩm thôi. Nhưng mà cái này tôi đang bị. Ok, làm đi ạ. Chúng ta sẽ có 10 phút nha. 10 phút có lâu quá không? 5 phút nha. Các bạn có 5 phút để làm. Tôi bổ sung thêm ảnh đã. 5 phút. Đưa cho tôi khoảng từ 3 đến 6 sản phẩm trên các sàn bạn lên. Quên tôi đã tải về quái đâu. Bạn ủi Panasonic đã. Tết ảnh lên. Bội xem sông mấy hộp bội xem sông chia buồn chia sẻ hết pin à không livestream đừng đấy kìa, hãy cố gắng học thêm 4 pin à nhanh hết, hãy cố gắng tập trung nhá. Thêm pin ngành này làm cho nó vui thôi, bởi vì là sau mình đổi sang sản phẩm khác mà ý là làm cho quen tay á, rồi mình có đổi thì mình cũng nhớ cách làm. Bụi à? Không. Có bụi là gì? Không. Tốt nhất là không giấu. Ai đi tiếp nữa không giấu. Không làm việc nhà floor đấy đó này 4 năm 4 ta 4 năm 4 ta rồi thấy ơi xong rồi mới có 2 cái à, từ 3 tới 6 cái rồi mấy cái bụi LG nhặt cái ảnh lên cái này em biết làm rồi nhưng mà cái này thì bán kim chị Bảy cháu thôi em mượn được rồi, anh em mượn cái chân gì đấy nhiều chắc kiến thức về để đào tạo lại cho nhân viên để cho chúng nó làm xem nó có cải thiện được cái PC hay không. Ba có thử làm cái không? Làm không? Không lúc nào em thì em up cho cái clip này lên YouTube lên coi. Em quên không có cái mô tả mà em lười quá. sâu được. Thì nếu như bạn ấy bác sẽ học thêm một khóa về Google tìm kiếm bác, nhưng mà khóa đấy là ví dụ khóa phải trả phí ấy. Thì chúng ta học thêm về thì bác cũng ứng dụng được về trên công tâm mà. Bác cứ ngồi bác làm thế thôi. Bác kệ bị thằng Xuân nó làm đến đâu làm, bây giờ bác chơi quả bác giờ bán hàng online bác vừa ngồi ở đây mà bác làm quen quen xong bác chán bác không muốn làm thì bác qua bác bán hàng với em. Tạo tiền 990 ngàn. Cái này có nhiều có ngân sách mình làm. Thực ra cái này rất dễ làm. Bác đi làm thuê cho người ta cũng tuyển nhân viên nhiều, hay hoặc là bác chạy bán xe hơi cho anh Tú cũng được. Mà chạy xe hơi thì ngân sách chạy phải nhiều. Cái gì nhỉ? Đây nhấp địa chỉ nhé, không phải địa chỉ chính là cái liên kết URL này. Nhãn hiệu LJ danh mục giống 4548. Ok chưa? Thăm thử không? Giờ thao tác trên máy này không quen, mới biết làm rồi. Bạn chơi cái thao tác đi. Thôi các bạn không làm rồi đâu chán. Thế thôi. Làm tại vì đằng nào sống mình xấu thọ mà mình có để làm gì đâu. Mà tôi đang ghét cái này. Ba nó ghét ghê luôn. Mình lỡ nào là mình cài lên hot thành công rồi nhá. Tôi cài cái SSL chỉ 6 phần giây rồi này mà tôi cài hoài không được. Có bực mình đâu. Các bạn còn 2 phút nữa. Bốc cho tôi 6 dữ liệu lên đi nào. Nếu làm 3 cái được chứ. 3 cái, sao em làm chậm vào được 3 cái không? Cái kia mình ghê á. Nhưng mà em làm chủ yếu bằng tiếng Anh, bây giờ có mỗi được cái dự án sắp tới định làm để em làm tiếng Việt thôi. Cái này nè, tôi xem mình có làm được không nào. ok. Okay, alo, bấm xoay cả 90. Ok, có ai cần thêm thời gian không? Ok, rồi. Okay. Như thế này, các bạn sau khi làm xong rồi nhá, thì nó sẽ để chế độ là nó tự động lưu, tức là bạn thay đổi dùng một dấu chấm, một dấu phẩy thì nó cũng sẽ tự động lưu cho chúng ta. Hello, con thưa cho các bạn. Ok, các bạn quay trở lại cái này cho tôi. Quay lại cho tôi cái Merchant Center đi. Bạn quay lại Merchant Center đi nào. Rồi, lần đầu tiên Google nhận dữ liệu của bạn nó cần tới đến 72 giờ. Quay lại cái nguồn cấp Merchant Center đi nào. Rồi, ok. Thế thì để cho việc này nó có thể nhanh hơn thì ngay lập tức các bạn tích vào cái nguồn gốc dữ liệu đó, tích vào tên đó nhỉ, tích vào đó, dạ, rồi, các tích vào đi, ok, ấn vào tìm làm ngay cho tôi, ra đó, tìm làm ngay cho tôi, ấn đi, ấn vào tìm làm ngay. Nó vẫn đang xử lý phải không ạ? Ấn vào thì là ngay thì nó vẫn đang xử lý. Em vẫn có chưa? Ấn vào thì là ngay đi. Bấm thì nó sẽ đấy. Nó bao giờ nó cái như này. Đó, đấy. Đấy vẫn đang xử lý này. Tích vào đấy đi, tích vào cái tìm vào ngay cho tôi nào. Đây có phải là ấy đâu, có Merchant Center đâu. Đây là tài khoản Google Ads, Merchant Center mà. Đây là Merchant Center. Đúng rồi, quay trở lại cái nguồn gốc dữ liệu này. Không phải. Đấy, cái bên cạnh. Cái Merchant Center nó là cái này này. Sau đó, Product đâu? Được chưa? Các bạn nhìn thấy, bạn nào mà có nhìn thấy cái ở bên dưới chưa? Xử lý kiểm tra các vấn đề đâu. Các bạn thấy không? Rồi, được. Thì làm ngay đi, ấn vào thì làm ngay đi, nó sẽ nhận cho các bạn. Tích vào. Có chữ tìm làm ngay. Ấn vào tìm làm ngay. Được ạ? Tí nữa thì không chạy được quảng cáo vì mình phải xác minh bây giờ chủ sở hữu cái này trên web của cái này còn cái kia tôi vẫn chưa cài được. Thì là ngay rồi đi. Cài được của cái này thôi. chất cái này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy cái dữ liệu nó báo về chưa? Đã xong đúng không? Có ai cần tôi hỗ trợ không nào? Hai cô này ấn vào sang Merchant Center, ấn vào thì thằng ngay chưa? Nó chỉ cho cô bên cạnh cho tôi. Có rồi kìa, nó báo rồi. Đang đợi kìa nó thôi nhé. Ok, nó khó khăn cho cái việc đưa cái dữ liệu, cung cấp dữ liệu lên cho Google hay không ạ? Nó chỉ đơn giản là bạn khai báo cái kho của bạn có những cái gì rồi. Cái này là được chứ? Các bạn làm được chứ? Ok, chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút ạ. Các bạn có thể ra cà phê giao lưu với nhau ạ. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 10 phút. Sau đó chúng ta đến phần. Tôi không cài được cái này, tôi điên các bạn. Tôi vẫn không cài được cái này là cái gì? Cái câu chữ S đằng sau chữ HTTPS à? Cậu trai nó mất. Anh sợ thật mất. Biết chờ hộp. Mất dạy ghê.